Bếp cô Hoa Tân Bình Mama Hoa Kitchen xin chào cả nhà. Hôm nay bếp sẽ mang đến cho cả nhà một món, đó là món sườn kinh đô với vị chua chua, ngọt ngọt và thơm thơm của mè, giòn của miếng sườn. Món này rất hấp dẫn nha quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để bắt tay vào làm món sườn kinh đô. Nguyên liệu chính của món này là 800g sườn non, tương cà, tương ớt, dầu hào và một muỗng canh hành tỏi băm, 50g mè trắng, 200g xà lách, mật ong, 4 củ hành tím, 1/2 củ cà rốt và 1/2 lít dầu. Sườn non thì chúng ta chặt nhỏ và rửa sạch để ráo. Nhỏ như thế này nè các bạn, đừng chặt lớn quá nhé. Độ khoảng 3cm. Sườn sau khi để ráo, cho vào 1/3 muỗng bột ngọt, 1/5 muỗng tiêu, 1/2 muỗng rượu vang đỏ và 1 tí xíu muối, rất ít nha các bạn. Trộn đều hỗn hợp thịt và để 15 phút cho thấm. Chúng ta pha sốt, sử dụng 2 muỗng tương ớt. Nếu thích ăn ít cay hơn thì chúng ta sử dụng 1 muỗng tương ớt và thay bằng 1 muỗng tương cà, nhưng bắt buộc phải có tương ớt nhé. 1 muỗng rượu vang, 1/2 muỗng dầu hào. Dầu hào không cho nhiều nhé các bạn, cho nhiều sẽ bị mặn. Và 1 muỗng mật ong, 1 muỗng giấm và 1/3 muỗng bột ngọt. Cái này là tùy theo gia đình nhé. Hòa đều hỗn hợp sốt. Bây giờ ta qua bước làm bột chiên thịt. Nếu chúng ta có bột chiên giòn thì đổ bột chiên giòn ra và chiên thịt thôi. Còn nếu không có thì chúng ta cho cứ 3 muỗng bột mì thì 1 muỗng bột năng. Trộn đều hỗn hợp tỷ lệ 3 mì 1 năng. Sau đó cho vào 1/2 chén nước. Nước thì chúng ta luôn luôn cho từ từ thôi nha các bạn. Chúng ta quậy cho đến khi hỗn hợp bột mịn không còn vón cục nữa là được. Bột mịn như thế này nè. Sau đó cho tất cả sườn vào bột, trộn đều. Trộn cho đến khi bột áo quanh miếng sườn. Đun nóng 1/2 lít dầu. Đun đến khi dầu sôi tim là cho từng miếng sườn vào. Nhớ là khi cho vào thì các bạn không được đụng miếng sườn nữa nha. Chờ cho miếng sườn nó cứng mặt dưới, lấy đũa đụng nhẹ nhẹ thì thấy nó cứng mặt dưới rồi hãy chở. Không có được chở sớm, chở sớm là bị lột lớp bột ra đấy. Sau khi sườn vàng hai mặt, chúng ta gấp ra để ráo dầu. Ở giai đoạn này thì chiên đừng có chiên vàng quá, và chúng ta để cho sườn nó nguội rồi chúng ta mới chiên lần hai. Và bây giờ chúng ta lại bắt lên cho vào chiên lần hai. Lúc này thì sườn chiên nó chín, nó vàng kỹ, vàng đều hai mặt. Các bạn thấy nó vàng hơn là hồi nãy không? Đó, nó vàng nâu như thế này chúng ta mới gấp lên. Lúc này sườn mới đủ độ giòn và để giòn lâu hơn. Lần một, nếu ta chiên sườn một lần thì khi áo lớp sốt lên sườn sẽ mau mềm. Chúng ta qua bước kế tiếp là bước làm sốt và cho sườn vào. Ta phi vàng 1 muỗng hành tỏi, sau đó cho hành tím chẻ làm tư và cà rốt sắc hạt lựu vào. Sau đó cho sườn đã chiên giòn vào, đảo đều và cho sốt vào. Khi cho sốt vào thì chúng ta đảo nhanh tay. Vì sốt rất mau cạn nên chúng ta phải đảo nhanh tay để sốt hòa đều vào miếng sườn. Trộn đều vào á. Và cuối cùng chúng ta cho mè lên, trộn đều mè và cho ra dĩa. Dĩa để đựng cái sườn kinh đô này thì các bạn cho xà lách,
rửa sạch để ráo nước và bày biện lên đĩa. Sau khi chúng ta làm sườn xong, chỉ cần cho sườn lên và rải thêm một ít mè là được. Và bây giờ chúng ta có một dĩa sườn kinh đô ngọt ngọt, chua chua, giòn giòn, thơm lừng. Xin cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng bếp. Hẹn gặp lại cả nhà vào thứ 6 hoặc thứ 7 mỗi tuần. Và chúc cả nhà thực hiện thành công. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào cả nhà. Nhớ để lại cho bếp một like và đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.